Ok, trong clip này thì tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn để chúng ta có thể triển khai được cái quảng cáo cho doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh, đó là kinh doanh mảng đồ điện, mảng thiết bị điện. Đây nó là một cái ngành hơi đặc thù. Tại vì là cái này thì chủ yếu là bán cho các cái đơn vị liên quan tới điện này, nó không phải là điện dân dụng, điện này nó là các cái sản phẩm điện, là sứ điện này, dây điện này, máy biến thế, dành cho những nhóm đối tượng mà ở đây là nhóm doanh nghiệp nhà nước này, những công ty thi công công trình này, những đơn vị triển khai các mảng khác nhau. Thì như vậy trước tiên là chúng ta sẽ phải để phân tích, để làm được cái việc là viết kế hoạch, thì việc số 1 đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem là vậy là đối tượng mà chúng ta sẽ bán. Thì đối tượng ở đây sẽ bán đó chính là các cái đơn vị nhà nước làm về điện, ví dụ như là thủy điện này, rồi nhiệt điện này, rồi phong điện này, rồi tiếp theo nữa là các công ty tư nhân cũng làm về điện, rồi các công ty xây dựng, đúng không ạ? Rồi các cái đơn vị mà quản lý khu đô thị, họ mua các trang thiết bị điện về xử lý và thay thế. Thì đa số cái này thì chủ yếu là nhóm đối tượng mua về sử dụng, rồi sẽ có đơn vị đó là các cái đơn vị người ta gọi là các đơn vị mua buôn, mua về để làm thương mại. Thì từ những cái đặc điểm của đối tượng này thì mình sẽ đánh giá là các kênh có thể tiếp cận. Rõ ràng ở đây thì chúng ta nhìn thấy là nếu mà chạy ở bán các sản phẩm dịch vụ này thì kênh đầu tiên chắc chắn sẽ là Google Search rồi. Tại vì là khách hàng có nhu cầu luôn. Cái này thì chúng ta sẽ dùng cái thằng Google Keyword Planner để check thử một phát. Đấy, ví dụ như là dây cáp điện. Check thử phát. Như vậy chúng ta nhìn thấy là cái lượng người tìm cũng khá nhiều, 1.000 đến 10.000 này. Dây cáp điện này. Đây là cái này là cáp điện dân dụng, đúng không? Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái sứ cách điện. Cái này đều có cái lượng người tìm này, thì đây chính là cái mà chúng ta nhìn thấy, nó là cái lượng người người ta quan tâm, mình chắc chắn sẽ chạy Google Search. Cho nên đây là cái Google Search là cái kênh phải chạy. Kênh thứ hai sẽ làm là kênh YouTube, tại vì là khách hàng sẽ xem review. Kênh thứ ba chạy vẫn là chạy Facebook. Thực ra nhiều người hỏi là liệu trên Facebook có khách không, thì chắc chắn là có thôi, tại vì nó là quảng cáo hiển thị mà. Nó sẽ tiếp cận đến nhóm đối tượng khách hàng phù hợp với 70-80% thị trường bây giờ hiển thị, nó làm hiển thị ở trên Facebook. Google thì là chuyên search rồi, YouTube thì chuyên review, nó là những cái kênh khác nhau. Cái này nó là tiếp cận diện rộng. Thì như vậy thì đối với doanh nghiệp mới bắt đầu làm, thực ra thì cái này là một đơn vị mà tôi cũng đã đi qua khảo sát, phân tích đánh giá, thì tôi thấy là đây là đơn vị mới làm. Thì theo như tư vấn thì việc đầu tiên là nên chạy, đúng không? Chúng ta đầu tiên là cứ nên chạy thử Google Search trước, và chạy với cái ngân sách nó sẽ rơi vào đâu đó, nó thử với cái ngân sách rơi vào 500k trên một ngày, tức là nó khoảng tầm 15 triệu một tháng, để kiểm tra xem là cái thị phần nó sẽ như thế nào. Với cái ngân sách này thì chắc chắn là công ty cũng không thể chết được, cũng không thể nghèo được, và đằng nào cũng thế thôi. Chúng ta cứ coi đây là hai nhân viên kinh doanh, để cho hai nhân viên kinh doanh này đi thử thị trường. Mỗi nhân viên này chúng ta cho 250k một ngày. Cái thứ hai nữa là chạy YouTube để giới thiệu về công ty, chạy video giới thiệu công ty. Cái này thì rõ ràng là chạy hiển thị, cho nên là chúng ta sẽ để cho ngân sách nó rơi vào tầm 100k một ngày, test thử.
thì nó khoảng tầm 3 triệu một tháng. Thì 100k một ngày thì hiện tại lượt view trung bình của thằng YouTube nó sẽ rơi vào đâu đó nó khoảng tầm 30 đồng. Như vậy với 100k một ngày thì sẽ tiếp cận được khoảng tầm 3.000 người. Như vậy một tháng sẽ tiếp cận khoảng tầm 90.000 người một tháng. Với cái chạy tiếp theo là sẽ chạy cái quảng cáo Facebook. Thì Facebook cũng là quảng cáo hiển thị, cho nên là mình sẽ có một cái ban đầu mọi người nên chạy thử khoảng tầm 300k trên một ngày thôi để kiểm tra xem là cái tỷ lệ tiếp cận là bao nhiêu. Và tính đánh giá, tính cái hiệu suất chuyển đổi đơn. Đây là cái mà doanh nghiệp ban đầu nên làm. Thì như vậy là ngân sách ở đây là 15 triệu này, cái này là 3 triệu là 18 triệu này, 9 triệu nó rơi vào khoảng tầm 27 triệu để test thử. Trung bình nó gần 1 triệu một ngày. Thì đây là cái mà thường là doanh nghiệp mới nên làm. Sau đó thì bắt đầu dựa vào bảng 3C. Cái này thì bắt đầu chạy xong rồi thì sẽ dựa vào bảng 3C mà chúng ta viết ra. Tại vì cái này tôi đã qua tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp thì doanh nghiệp đã biết lập bảng mô đồ. Từ mô đồ thì doanh nghiệp đã biết cách làm bảng Canva. Rồi sau đó thì doanh nghiệp lại biết bóc xuống dưới làm KPI là tôi đã hướng dẫn rồi. Thì từ đó mình sẽ dựa vào cái chi phí test này, mình sẽ kiểm tra với cả cái quá trình xây dựng KPI, và nếu mà nó thỏa mãn với KPI đề ra thì sẽ bắt đầu tiến hành là tiếp tục khoét sâu vào cái nhóm nào đạt được hiệu quả. Rồi, ok. Đúng không? Thì hiện tại bây giờ thì bên mình cung cấp là có 3 gói dịch vụ marketing. Với cái ngân sách chạy dưới 50 triệu một tháng thì phí để triển khai nó sẽ rơi vào là 6 triệu một tháng. Với ngân sách từ 50 đến 90 triệu thì phí nó sẽ rơi vào là 9 triệu một tháng để quản trị được các kênh, và trên 90 triệu thì là 12 triệu một tháng. Giải thích qua một chút về cái phần phí này. Tại vì chúng ta nhìn thấy ở đây nó sẽ có 3 kênh triển khai: Google, YouTube và Facebook. Thì cái này thường là chúng ta sẽ, nếu mà triển khai công ty sẽ phải mất 2 nhân sự để làm. Một nhân sự làm Google, YouTube, một nhân sự làm Facebook. Thì nếu bây giờ mà một công ty mà đi thuê thì chúng ta sẽ thấy là lương trung bình của một bạn nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm 12 đến 15 triệu một tháng. Thì như vậy thuê hai bạn này mất 4 hay mấy triệu rồi, chưa kể chi phí quảng cáo các phần khác. Cho nên là nếu mà cái này chúng ta nhìn thấy với ngân sách nhỏ hơn 250 triệu thì phí triển khai có 6 triệu thôi. Thì như vậy là vì do là bên mình thì có các bộ phận chuyên chạy dịch vụ này cho khách. Thì như vậy là một bạn có thể cân nhiều dự án thì cái giá này nó mới phù hợp được. Chứ còn nếu bây giờ mà các bạn chúng ta lại sử dụng, đó là sử dụng nhân sự thuê riêng thì chi phí nó rất là lớn. Và thêm một đặc biệt nữa là đối với doanh nghiệp thì chúng ta nhìn thấy một điều như này. Doanh nghiệp thì chúng ta để ý thấy một việc là doanh nghiệp thì chủ không phải là người có chuyên môn, sau đó lại thuê người về mà người lại không có chuyên môn nữa thì rõ ràng lại càng chết cho doanh nghiệp. Thế doanh nghiệp vừa mất lương, mất cơ hội, mất chi phí, và khi mà chạy bằng cách này thì rõ ràng là cái rủi ro của doanh nghiệp sẽ giảm đi rất là nhiều. Tại vì là bọn tôi là những đơn vị đã chuyên nghiệp mười mấy năm chạy quảng cáo marketing này, các cái phần ngân sách thì bọn tôi đã triển khai rất là thường xuyên, cho nên là nó vừa tối ưu được thời gian, tối ưu được chi phí và chạy nó không bị run tay. Tại vì nhiều ông chưa chạy quảng cáo bao giờ xếp tiền lên thì bị run tay, còn bọn tôi đã quen với những cái tỷ lệ này rồi nên phương pháp tính và cách thức làm nó sẽ đạt được hiệu quả một cách tốt nhất. Cho nên là đây nó là một cái bảng tư vấn. Nếu doanh nghiệp làm về các thiết bị điện thì chúng ta có thể bắt đầu lên test với cái chi phí này. Toàn bộ quá trình lên kế hoạch, triển khai và đo lường thì bộ phận marketing của bên tôi sẽ làm phần này. Chi phí này làm hết. Chỉ biết là các bác giả cho tôi được cái bảng KPI này để cho nhân sự biết được là thế thì chạy tốt là khi nào, và điều chỉnh theo cái phần kế hoạch mà chúng ta đề ra, và sau đó hai bên sẽ đưa ra được cái kết quả một cách tốt nhất.